từng chặng và gió nghe theo mây đi vào chốn hư không về niềm và bây giờ con xin kính mời toàn thể các bác trong ban nghi lễ tiến về phía trước. Đây là nghi lễ phủ tỳ lên quan tài của chú Kitô Phước Nguyễn và đây là nghi lễ cuối cùng của một người lính đã hy sinh xương máu để bảo vệ cho tổ quốc quê hương chúng ta. Xin mời ban điều hợp viên và các bác trong ban nghi lễ tiến về phía trước. Sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng hòa trước 70 năm. Tôi xin ơn. Mời quán phủ cờ bắt đầu. Thank you.
Chấm dứt.